Xin chào các khán giả của Đẹp 24/7. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang sống trong những ngày hè rực rỡ, mùa của những chuyến du lịch, những kỳ dã ngoại và những ngày dài rong ruổi khắp mọi nơi. Trong những ngày này, chúng ta sẽ trở nên phong cách cá tính và tự tin hơn nếu như có sự đồng hành của những người bạn đặc biệt. Người bạn đặc biệt mà Đẹp 24/7 muốn nói tới ngày hôm nay chính là những mẫu trang sức bạc đính đá quý của Bảo Tín Minh Châu. Trong cuộc sống hàng ngày, bạc có rất nhiều công dụng, là trang sức vừa làm đẹp vừa đeo kỵ gió hoặc dùng để chữa cảm gió, cảm mạo, bảo vệ sức khỏe. Với vẻ đẹp mộc mạc, khỏe khoắn nhưng không kém phần tinh tế nên trang sức bạc phù hợp với rất nhiều đối tượng. Hiện nay bạc đang được sử dụng như một trang sức thịnh hành phù hợp với mọi lứa tuổi, giới tính để thể hiện được vẻ đẹp trẻ trung, cá tính và gu thẩm mỹ riêng. Và đặc biệt là trang sức bạc gắn đá ngọc quý mới nhất trên thế giới được công ty tuyển chọn từ những bộ sưu tập mới nhất của những quốc gia nổi tiếng về trang sức như Ý, Nhật, Hàn Quốc. Thấu hiểu nhu cầu làm đẹp và làm quà tặng của quý khách, công ty Bảo Tín Minh Châu xin giới thiệu đến trang sức bạc nghệ thuật. Đặc biệt, trang sức gắn đá ngọc quý mang lại vẻ đẹp sang quý và đậm chất nghệ sĩ cho người sử dụng. Đồng thời, chúng tôi đã chế tác nên những trang sức bạc gắn đá ngọc quý chất lượng cao nhằm giúp quý khách có thể thỏa sức lựa chọn. Việc lựa chọn trang sức phù hợp có thể tạo nên phong cách và cá tính của mỗi người, hoặc là chúng ta cũng có thể lựa chọn nhiều mẫu phụ kiện khác nhau để đa dạng phong cách của bản thân mình. Với phong cách nhẹ nhàng duyên dáng, bạn có thể chọn những món bộ sản phẩm có thiết kế đơn giản nhưng không kém phần tinh tế với mặt dây nhỏ nhẹ, điểm nhấn là những viên đá quý sắc màu. Với phong cách ấn tượng, cá tính thì những món sản phẩm trang sức bạc có kiểu dáng dày dặn hơn, chế tác tinh xảo, phức tạp hơn một chút, mẫu mã độc và lạ chính là sự lựa chọn tuyệt vời. Nếu bạn chọn cho mình phong cách năng động mà vẫn tinh tế, thì những thiết kế cách điệu, đường nét mềm mại kết hợp cùng với những bộ đồ trẻ trung sẽ là một sự lựa chọn không thể bỏ qua. Là một item thời trang nữa mà còn thể hiện được giá trị tinh thần cũng như là đẳng cấp của người sử dụng. Hy vọng rằng qua chương trình ngày hôm nay, quý vị có thể lựa chọn được cho mình những mẫu trang sức phù hợp với phong cách và cá tính của mình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.